tận dụng diện tích đất lâm nghiệp dưới tán rừng phù hợp với thổ nhưỡng huyện bắc quang tỉnh hà giang đã phát triển diện tích cây lá khôi đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực loại cây này đã và đang trở thành cây hàng hóa vừa giúp người dân nâng cao hiệu quả kinh tế đồng thời bảo vệ và phát triển rừng Cây lá khôi trồng từ 4 đến 5 tháng có thể thu hái lứa lá đầu. Mỗi năm, lá khôi cho thu hoạch từ 4 đến 5 lứa. Mỗi lượt thu hoạch được từ 0,5 đến 1 kg lá tươi trên một cây. Lượng thu tăng theo từng năm. Cây lá khôi có thể cho thu hoạch trên 10 năm. Giá bán hiện tại là 140.000 đồng cho 1 kg lá khô. Việc chăm sóc không mất nhiều công sức. Thế nên giá trị kinh tế của loài cây này mang lại khá cao. Huyện Bắc Quang hiện có gần 40 ha diện tích trồng cây lá khôi.